Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện tỉnh có 12 sàn giao dịch thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương xác nhận. Toàn tỉnh hiện có hơn 11.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế điện tử. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số khoảng 500 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 0,45%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Được biết, phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng nền tảng số trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn sử dụng các dịch vụ ứng dụng của mạng xã hội để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ sản xuất kinh doanh.